siêu thực phẩm có hàm lượng protein cao giúp tăng trao đổi chất. Việc bổ sung nhiều protein trong chế độ ăn uống giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đồng thời tăng cường đốt calo và tạo cơ bắp săn chắc. Ức gà là thực phẩm chứa protein hoàn chỉnh, đồng thời giàu vitamin B12 và B6 nhưng có hàm lượng chất béo thấp. Đậu hũ cũng là một loại thực phẩm chứa protein hoàn chỉnh. Đậu hũ còn chứa khoảng 50% giá trị canxi và mangan hàng ngày. Cá ngừ chứa nhiều protein, đồng thời chứa nhiều axit béo omega 3 cần thiết cho mắt, tim và não. Trứng với khoảng 78 calo, một quả trứng lớn cung cấp 6 gram protein chất lượng cao giúp bạn cảm thấy no. Trứng cũng chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất. Thịt bò nạc, protein từ thịt bò là một nguồn protein chất lượng cao. Thịt bò nạc cũng cung cấp 10 chất dinh dưỡng thiết yếu, giúp giảm viêm và ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do.